Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Thì ngày hôm nay cái chuyên mục mà em muốn gửi tới toàn thể quý anh chị đó chính là về mẫu xe Toyota Cross. Phía bên tay phải em đây đang có chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G màu đen, và ngay phía bên đây chúng ta sẽ có thêm một phiên bản nữa là bản 1.8V phiên bản màu trắng ngọc trai nha. Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn quý anh chị làm thế nào để phân biệt được phiên bản 1.8G và phiên bản 1.8V. Cùng với đó thì sẽ là giá xe lăn bánh của cả hai phiên bản luôn. Và đặc biệt thì sẽ là chương trình trả góp cộng với lại lãi suất ngân hàng, cộng thêm một cái nữa đó chính là bảo hiểm, thủ tục đăng ký, thời gian nhận xe. Toàn bộ những thứ này em sẽ giải quyết trong video này gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn luôn. Những quý anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Vinh thì nhớ nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem những cái video mới nhất từ kênh xe hơi uy tín nha. Dạ rồi, thì đầu tiên là phiên bản với chiếc xe Cross màu đen. Thì quý anh chị có thể nhìn thấy trong video thì đây là phiên bản 1.8G. Đối với phiên bản 1.8G, mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam phân phối bán lẻ tại thị trường Việt Nam là 730 triệu. Đối với những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, giá em nó lăn bánh xong xuôi sẽ rơi vào tầm khoảng là 827 triệu. Giá trên là chưa bao gồm chương trình khuyến mãi và hỗ trợ nha quý anh chị. Thì những quý anh chị nào mà đang sinh sống tại các tỉnh như là Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước thì hãy liên hệ ngay vào hotline của em Vinh để nhận được cái báo giá lăn bánh chính xác nhất nha. Em trước mắt em chỉ tạm tính về cái tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và nếu những quý anh chị nào đang quan tâm đến vấn đề trả góp thì hiện tại mẫu xe Cross đang vay từ 80 đến 85%. Em cũng sẽ tạm tính luôn cho quý anh chị. Đối với phiên bản 1.8G, chúng ta sẽ phải trả trước nó rơi vào tầm khoảng là 243 triệu. Chỉ có 243 triệu thôi là quý anh chị có thể rước ngay chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G này về nhà rồi. Tiếp theo thì sẽ là phiên bản màu trắng, phiên bản 1.8V. Thì đối với phiên bản 1.8V này, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 830 triệu. Đối với mức giá niêm yết 830 triệu thì đối với màu trắng ngọc trai, cả phiên bản G và phiên bản V, quý anh chị vui lòng cộng thêm vào giá xe niêm yết em vừa báo là 8 triệu nữa nha. Đối với mức giá niêm yết là 830 triệu, những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, giá em nó lăn bánh tạm tính sẽ rơi vào tầm khoảng là 937 triệu. Đối với một cái mức giá 937 triệu, quý anh chị vẫn có thể vay từ 80 cho đến 85% giá trị xe tùy vào cái điều kiện khả năng của khách hàng. Em xin nhắc lại, tất cả các khoản vay hiện tại bên em đang hỗ trợ dành cho khách hàng, không nhất thiết là phải chứng minh được thu nhập nha. Nên những quý anh chị nào mà muốn biết rõ hơn về thông tin hồ sơ vay, cần những giấy tờ gì, hỗ trợ ra làm sao, bên em sẽ hỗ trợ những gì, hãy liên hệ ngay vào hotline 0934 589878 hoặc 0961 205 097 gặp trực tiếp em Vinh để có thể nhận được cái báo giá lăn bánh chính xác nhất nha. Và cùng với đó thì những quý anh chị đang quan tâm đến số tiền trả trước của phiên bản 1.8V thì chúng ta sẽ có mức tiền trả trước rơi vào tầm khoảng hơn 280 triệu một chút thôi. Là quý anh chị để rước ngay chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V này về nhà rồi. Và đặc biệt thì đối với Cross thì hiện tại bên em đang có một vài xe có thể giao sớm cho quý anh chị. Và cùng với đó thì về màu sắc lựa chọn thì quý anh chị có thể thấy trong video. Về màu xe thì hiện tại bên em đang có rất là nhiều màu xe để quý anh chị có thể đến trực tiếp showroom và coi. Toyota Cross thì chúng ta sẽ có hai màu lựa chọn nội thất và ngoại thất thì chúng ta lên tới 7 màu. Nên quý anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề màu lựa chọn màu ngoại thất và nội thất theo sở thích của mình nha. Và cùng với đó thì cái mẫu xe này đang được hỗ trợ rất là đặc biệt dành cho những khách hàng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì những quý anh chị nào đang sinh sống tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có thể ghé trực tiếp tại đại lý bên em tọa lạc tại địa chỉ số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh gặp trực tiếp em Vinh để được coi xe và được tư vấn hỗ trợ tốt nhất nha. Thì như trong video thì quý anh chị có thể quan sát được ngay phía bên đây là phiên bản 1.8V và phía bên đây là phiên bản 1.8G. Chúng ta sẽ nhìn ngay ra được điểm khác biệt giữa hai phiên bản, mặc dù là mức giá tiền chênh lệch khá là lớn nhưng phiên bản 1.8G của chúng ta vẫn được trang bị những option rất là đầy đủ và những cái phụ kiện ngoài thì để cách nhận biết thì nó cũng rất là đơn giản dành cho khách hàng luôn. Thì quý anh chị có thể nhìn thấy phần đèn pha của bên mẫu xe Toyota Cross phiên bản 1.8V được thiết kế bằng dạng là bi LED. Về kiểu dáng thì có lẽ là nhìn em nó có vẻ và hầm hố hơn một chút. Còn đối với phiên bản 1.8G của chúng ta thì đèn chúng ta sử dụng bóng đèn halogen. Đó là cách nhận biết đầu tiên nha. Và phía trước của mẫu xe phiên bản 1.8G của chúng ta
sẽ không có những cái nẹp mạ chrome như trên phiên bản 1.8V. Đó, thì quý anh chị có thể nhìn thấy được ngay. Và những cái nẹp mạ chrome này chúng ta có thể trang bị thêm, nên nó cũng tương đối là khó để phân biệt đối với những chiếc xe ở ngoài khi quý anh chị muốn nhìn xe và phân biệt hai phiên bản. Thì đối với cái phần logo của phiên bản 1.8G, chúng ta có thể thấy ngay logo chúng ta được dập nổi. Còn trên phiên bản 1.8V chúng ta được chán gương nha. Cái điểm này thì rất khó để có thể làm lại ở ngoài được, nên quý anh chị có thể quan sát được ngay. Và đặc biệt camera 360 độ của được trang bị trên phiên bản 1.8V và 1.8G chúng ta thì sẽ không có camera 360 nha. Đó là một vài điểm nhận diện trên hai phiên bản của mẫu xe Toyota Cross ở phần đầu xe. Và đến phần hông xe thì chúng ta có thể nhận diện ra được ngay. Phía trên đây thì chúng ta sẽ không có cái thanh mạ chrome rất là lớn bảng, tăng thêm điểm nhấn ở phần hông xe. Và trên phiên bản 1.8G chúng ta sẽ được trang bị mâm nhỏ hơn, và sẽ là mâm đúc mà sơn màu bạc thôi nha. Mâm đúc sơn màu bạc thôi. Đó. Kích thước mâm thì sẽ nhỏ hơn 1 inch so với phiên bản 1.8V. Còn về hệ thống phanh thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị phanh đĩa 4 bánh hết nha. Nên quý anh chị cũng không quá lo lắng về cái phần này đâu. Nó chỉ có làm nhỏ lại và tinh chỉnh một chút để giảm đi cái giá bán, hỗ trợ khách hàng mua được chiếc xe với một khung sườn và động cơ tương tự, mà chúng ta vẫn có thể có một mức giá rất là ưu ái dành cho khách hàng. Đến phần đuôi xe thì quý anh chị có thể quan sát được ngay phần đuôi xe của mẫu xe Toyota Cross phiên bản 1.8G và phiên bản 1.8V. Chúng ta sẽ có ký hiệu của phiên bản 1.8G và 1.8V tương tự ở góc phía bên đây, để chúng ta thể nhận diện được ngay cái phần đó. Và sẽ không có những cái thanh mạ chrome ở ngay phía đây. Đó, ngay phía đây nha, để quý anh chị có thể nhận biết được. Về phần hỗ trợ phía sau thì chúng ta cả hai phiên bản vẫn được trang bị 4 cảm biến và một camera lùi hỗ trợ phía sau. Trên phiên bản 1.8V chúng ta sẽ được trang bị giá nóc thể thao, còn phiên bản 1.8G chúng ta sẽ không có giá nóc thể thao nha. Nên nhìn chiếc xe nó có vẻ hơi trống trải hơn một chút. Và cái phần hốc gió phía dưới đây của chúng ta sẽ không có cái thanh mạ chrome ở đây nha. Đó, đó là một vài điểm nhận biết để quý anh chị thể dễ dàng nhận diện một chiếc xe 1.8V và 1.8G em giới thiệu nhanh gửi tới toàn thể quý anh chị. Và tiếp theo thì chúng ta chắc sẽ bước vào khoang nội thất. Khoang nội thất của phiên bản 1.8G thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình nhỏ hơn so với phiên bản 1.8V. Và đặc biệt thì trên phiên bản 1.8V của chúng ta thì sẽ có camera 360, quý anh chị thể quan sát được trong video luôn nha. Còn trên phiên bản 1.8G chúng ta chỉ trang bị một màn hình 7 inch nhỏ hơn. Về cách thiết kế và giao diện bên trong thì sẽ y chang nhau nha. Và về phần điều hòa thì chúng ta sẽ hơi khác một chút. Điều hòa bên kia của chúng ta thì sẽ không có hai vùng độc lập nha, không có điều chỉnh hai vùng độc lập. Đó. Còn về phần vô lăng của chúng ta thì sẽ gần như là giống nhau, chỉ sẽ bỏ đi một vài cái hệ thống an toàn trong gói Toyota Safety Sense thôi. Và cái phần màn hình phía trước thì sẽ giống y hệt nhau nha, không gì khác hết trên cả hai phiên bản. Về cái phần đặc điểm mà dễ nhận biết nhất đó chính là cửa sổ trời. Trên phiên bản 1.8G của chúng ta thì sẽ không được trang bị cửa sổ trời nha. Và cái phần chỗ này quý anh chị có thể quan sát được có một cái ô ở cái chỗ này nha. Thì trên phiên bản 1.8V đây là cái phần radar của gói an toàn Toyota Safety Sense. Còn trên phiên bản 1.8G chúng ta sẽ không có gói an toàn Toyota Safety Sense đó, nên chúng ta sẽ không có cái ô ở ngay chỗ này nha. Đó là điểm nhận biết tiếp theo. Cảm ơn toàn thể quý anh chị đã coi đến cuối video của em Vinh. Thì video này là một video ngắn, em giới thiệu nhanh về hai phiên bản của mẫu xe Toyota Cross, phiên bản 1.8G và phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai. Thì những quý anh chị nào mà đang quan tâm đến hai mẫu xe của hai phiên bản Toyota Cross này, hãy liên hệ ngay cho em Vinh bằng số hotline 0934 589878 hoặc 0961 205097 gặp trực tiếp em Vinh để nhận được cái chương trình khuyến mãi và báo giá mới nhất nha. Cùng với đó thì hiện tại một vài màu xe có thể giao sớm cho quý anh chị luôn. Hỗ trợ ngân hàng tài chính Toyota thì hiện tại đang rất là tốt. Cùng với đó thì chúng ta đừng quên là vẫn sẽ có bảo hiểm Toyota bảo hộ chiếc xe của chúng ta một cách an toàn tuyệt đối luôn. Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Đó, những quý anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe này, đừng ngần ngại gì, hãy gọi ngay cho em Vinh để nhận được tư vấn báo giá hỗ trợ mới nhất nha. Cùng với đó thì tất cả những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe này, muốn đến trực tiếp showroom để có thể coi xe, thì hãy liên hệ ngay vào hotline và đến trực tiếp địa chỉ tọa lạc tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gặp trực tiếp em Vinh để có thể nhận được báo giá xe lăn bánh chính xác nhất nha. Cảm ơn quý anh chị. Những quý anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Vinh, nhớ nhấn like video này và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em Vinh nha. Cảm ơn quý anh chị.
Chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.